Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Yêu Bóng Đá. Thưa quý vị, chúng tôi rất vinh dự khi là nơi truyền tải đến quý vị và các bạn những thông tin được cập nhật liên tục, chính xác và nhanh nhất mỗi ngày. Rất mong nhận được sự yêu mến của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin bóng đá nóng bỏng nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Haaland ngang ngửa trình độ với Messi, gây sốt vì hành động tinh tế với fan Real Madrid. Mới gần đây, sau chiến thắng 2-0 trước câu lạc bộ Chelsea ở ngay trận đấu ra quân của Premier League, huấn luyện viên trưởng Pep Guardiola của Manchester City khẳng định rằng thành tích ghi bàn của Erling Haaland đang đạt đến đẳng cấp của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo và còn tiến bộ hơn nữa trong tương lai. Phát biểu với giới truyền thông sau chiến thắng 2-0 trước câu lạc bộ Chelsea, Guardiola cho biết cậu ấy có số liệu của Messi và Ronaldo, những người đã thống trị các giải thưởng trong hơn một thập kỷ đã qua. Xét về mặt số liệu, Haaland có đẳng cấp như Ronaldo và Messi. Tôi không biết là cậu ấy làm như thế nào. Thế nhưng trong 100 trận đấu ghi được 91 bàn thắng là điều không thể tin được tại Premier League ở đất nước này. Tôi có cảm giác rằng cậu ấy cảm thấy khỏe hơn sau mùa giải trước ở giai đoạn này. Sau ngay chuyến du đấu ở giải trước, anh ấy cảm thấy hơi ổn hoặc cảm thấy mệt mỏi. Ở mùa giải năm nay, tôi nghĩ rằng thật không may đội tuyển Na Uy vắng mặt tại Euro nên cậu ấy được nghỉ ngơi nhiều hơn. Và đúng là như vậy, cậu ấy đã cảm thấy khỏe. Bàn thắng của Haaland thật là tuyệt vời. Cậu ấy đã đóng góp rất nhiều, cậu ấy đã có 2 hoặc 3 cơ hội. Và tôi thì luôn cảm thấy rằng vẫn còn một khoảng cách cần phải cải thiện với tư cách là một cầu thủ bóng đá. Thuyền trưởng người Tây Ban Nha đề cập thêm. Haaland đã giành được chiếc giày vàng của Premier League trong 2 mùa giải gần đây và bất chấp những con số điên rồ mà cầu thủ người Na Uy đã ghi được kể từ khi chuyển đến Man City vào năm 2022. Một điều mà anh luôn bị nhắm đến đó là việc không tham gia vào lối chơi chung. Guardiola thậm chí đã nhận ra điểm yếu này và Erling Haaland đã tiết lộ rằng anh ấy sẽ tiếp tục hướng đến việc cải thiện mọi khía cạnh ngoài việc chỉ ghi bàn. Lionel Messi gây sốt vì hành động tinh tế với fan của Real Madrid. Cách mà Lionel Messi đối xử với một fan của Real Madrid mới gần đây tại Inter Miami đã cho thấy được đẳng cấp và chất đáng ngưỡng mộ của siêu sao Argentina, nơi mà tình yêu bóng đá vượt lên trên mọi sự cạnh tranh. Omar, một fan trung thành của Real Madrid, đã chia sẻ trải nghiệm đáng nhớ của mình khi anh gặp Messi tại một nhà hàng ở Miami. Cậu kể rằng, em gặp Messi trong một nhà hàng tại Miami, em đã tự nhủ bản thân không thể để khoảnh khắc này trôi qua được. Em muốn chụp ảnh với chú ấy, nhưng lo ngại sẽ bị từ chối bởi vì em đang mặc áo của Real Madrid. Tuy nhiên, phản ứng của Messi đã khiến cho Omar bất ngờ. Siêu sao của Argentina đã chủ động hỏi rằng, có chuyện gì vậy? Em có muốn chụp ảnh không? Khi mà Omar thú nhận về sự ngại ngùng của mình vì đang mặc áo của Real Madrid, Messi đã đáp lại một cách tinh tế. Không sao đâu, chú cũng có một vài áo đấu của Real Madrid khi đổi áo với các cầu thủ. Ngay cả khi nhóc không thích chú đi chăng nữa, chú cũng sẵn sàng chụp hình cùng. Omar kết luận, phản ứng của Messi khiến cho em cảm thấy bị sốc và em nhận ra rằng truyền thông là kẻ tạo ra sự hận thù giữa các cầu thủ và các đội bóng, thì nhưng thực tế lại là câu chuyện khác. Phản ứng của Messi đã cho thấy được sự tinh tế và cả tính cách hòa nhã của chàng cầu thủ Argentina. Mặc dù Omar lo ngại về việc mặc áo Real Madrid, đại kình địch cũ của Messi, anh đã chứng tỏ rằng sự chín chắn và tình yêu bóng đá có thể vượt qua mọi ranh giới. Câu chuyện này không phải là trường hợp duy nhất cho thấy tính cách đáng quý của Messi. Một ví dụ khác là trải nghiệm của John Obi Mikel, cựu cầu thủ của Nigeria tại World Cup U20, Mikel đã kể lại. Khi chúng tôi thua Argentina tại World Cup U20, Messi đã giành quả bóng vàng và tôi nhận được quả bóng bạc. Vào cuối buổi lễ, tôi nói với anh ấy, anh đã cướp quả bóng vàng của tôi xứng đáng với nó, tôi đã chơi tốt hơn anh. Phản ứng của Lionel Messi một lần nữa cho thấy sự tôn trọng và tinh thần thể thao của anh. Messi đáp lại, tôi không liên quan gì đến chuyện đó cả, ủy ban sẽ đánh giá, nhưng bạn đã lọt vào trận chung kết và bạn đã làm được điều gì đó tuyệt vời cho đất nước của mình. Thậm chí Messi còn đề nghị, hãy lấy quả bóng vàng và đưa cho tôi quả bóng bạc nếu như bạn muốn. Những năm sau đó, khi gặp lại tại World Cup 2018, Messi vẫn nhớ về kỷ niệm này và gọi Mikel là chàng trai vàng. Điều này đã khiến cho Mikel phải thốt lên. Trong suốt thời gian này cho đến ngày hôm nay, anh ấy đã thuyết phục được tôi rằng anh thực sự xứng đáng. Anh là người giỏi nhất thế giới, Leo ạ. Những câu chuyện này không chỉ làm nổi bật phẩm chất tuyệt vời của Messi mà còn chứng minh được sức mạnh của sự tôn trọng và cả tinh thần thể thao trong bóng đá. Chúng nhắc nhở ta rằng là dù có nhiều sự khác biệt và cả đối đầu ở trên sân, các cầu thủ và lẫn cả người hâm mộ vẫn có thể kết nối được qua tình yêu chung dành cho bộ môn thể thao vua.
Hành động của Leo Messi cũng đã đặt ra câu hỏi về vai trò của truyền thông trong việc tạo ra cũng như duy trì sự thù địch giữa các câu lạc bộ và cả người hâm mộ. Rõ ràng chúng ta cần phải nhìn nhận mối quan hệ giữa các đội bóng và các cầu thủ một cách công bằng hơn, vượt lên trên cả những câu chuyện đối đầu hay cạnh tranh. Lionel Messi không chỉ đơn giản là siêu sao trên sân cỏ, mà anh còn là một biểu tượng, một tấm gương về cách ứng xử trong cuộc sống. Điều này một lần nữa khẳng định vị trí của Empulga không chỉ trong lòng người hâm mộ Barcelona hay là đội tuyển Argentina, mà còn cả trong suy nghĩ của những người hâm mộ làng túc cầu trên toàn thế giới. Mbappe tịt ngòi tại trận đấu ra mắt La Liga. Tiền đạo Kylian Mbappe đã bỏ lỡ một số cơ hội ngon ăn khi Real hòa 1-1 trên sân Mallorca ở vòng 1 La Liga vào ngày 18 tháng 8. Huấn luyện viên trưởng Carlo Ancelotti đã giữ nguyên đội hình xuất phát ở trận siêu cúp châu Âu, giành chiến thắng trước Atalanta tỷ số 2-0 cách đây ít hôm, với bộ tứ siêu đẳng Jude Bellingham, Rodrigo, Vinicius và tân binh đình đám Mbappe. Chính những cầu thủ này cũng đã cùng nhau tạo nên bàn mở tỷ số trên sân St. Moix. Phút thứ 13, Bellingham và Mbappe phối hợp trong vòng cấm. Dù không thành công, bóng tìm đến vị trí của Vinicius để tiền đạo người Brazil gật gót cho đồng hương Rodrigo cứa lòng hạ gục thủ môn Dominic Graef. Đây là bàn thắng thứ 50 mà Rodrigo góp dấu giày vào một bàn thắng của Real qua 143 trận đã đấu tại La Liga, bao gồm 27 bàn và 23 kiến tạo. Thế nhưng Real Madrid không thể phát huy được lợi thế và đào sâu cách biệt. Đến đầu hiệp thi đấu thứ hai, họ thậm chí còn để cho Mallorca gỡ hòa trong một tình huống cố định. Dani Rodriguez đã phạt góc từ cánh trái, treo bóng vừa tầm để Vedat Muriqi băng vào đánh đầu căng ở cự ly gần. Thủ môn Thibaut Courtois chạm nhẹ tay vào bóng nhưng không thể cứu thua. Sau bàn thua này, dàn sao trên hàng công của Real Madrid, đặc biệt là Mbappe thi đấu cực kỳ năng nổ, thế nhưng lại không thể ghi được thêm bàn thắng. Phút thứ 62, từ một đường tỉa bóng của Bellingham, tiền đạo người Pháp bứt tốc bên cánh trái rồi ngoặt vào trung lộ, sút về góc gần sở trường, nhưng thủ môn Graef đổ người đẩy ra. Tình huống tương tự diễn ra vào phút thứ 70, khi mà Mbappe xâm nhập vòng cấm, sút chân trái chéo góc và vẫn không thể thắng được thủ môn của đội chủ nhà. Bất lực trong việc tìm kiếm bàn thứ hai, các cầu thủ của Real mất bình tĩnh vào những phút cuối trận. Ở phút bù giờ thứ 7, Ferland Mendy đã vào bóng cao chân về phía đùi của Muriqi, sau đó anh này bị phạt tấm thẻ đỏ. Với kết quả hòa 1-1, lần đầu tiên Real Madrid đã không thể thắng được trận đấu mở màn tại giải La Liga qua 6 mùa giải dưới thời của huấn luyện viên trưởng Carlo Ancelotti. Đồng thời, đây là lần thứ 6 mà họ mở màn mùa giải bằng trận đấu hòa trong thế kỷ 21. Ancelotti cho rằng Real Madrid nhập cuộc rất tốt, thế nhưng họ có một màn trình diễn không mấy ấn tượng và cần phải có thêm được sự cân bằng tốt hơn nữa giữa tấn công và cả trong phòng ngự. Mùa giải năm ngoái, tôi rất hài lòng với một số trận đấu có kết quả hòa, thế nhưng trong ngày hôm nay thì điều đó lại không. Huấn luyện viên trưởng người Italia bày tỏ, đáng lẽ chúng tôi đã có thể làm tốt hơn nhiều và tôi không muốn bào chữa. Bạn có thể học hỏi từ những trận đấu này, nhưng vấn đề là cực kỳ rõ ràng. Ông cho rằng Real đã nhập cuộc tốt, nhưng một màn trình diễn là không hề ấn tượng và sau này sẽ cần phải có sự cân bằng giữa trong tấn công và cả phòng ngự. Bạn có thể học hỏi từ những trận đấu này, những vấn đề này là tương đối rất rõ ràng. Ở vòng đấu thứ hai, Real Madrid sẽ trở về sân nhà gặp lại câu lạc bộ Valladolid, còn Mallorca sẽ hành quân tới sân của câu lạc bộ Osasuna.